Hay vâng. Đan bàn tay vào xoay tròn cổ chân. Ngồi thẳng lưng lên. Em đan bàn tay rồi tách các ngón chân ra. Đúng là xen kẽ nữa ra. Cho tập luôn các ngón tay, các ngón chân cho nó mềm dẻo. Xoay ngược lại. Hôm nay mình sẽ học bài làm kéo giãn mềm, kích hoạt toàn thân, giúp cho cơ thể mềm dẻo linh hoạt, để tập mở ra khớp sọt xuôi, sọt dọc, sọt ngang. Kéo mỗi bàn chân lên, gác nửa bàn chân nhịp gối xuống. Hai tay ôm gối bật 5 nhịp. Nắm mũi bàn chân lên. Rồi. Kéo lên còn một tay ép đầu gối xuống. Kéo lên cao bố. Kéo lên khớp háng bên chân trái của mình, kéo lên, đúng rồi, kéo hướng lên, đúng rồi, rồi ép nó xuống, gác nó được thì đưa tay trái ra nắm mũi bàn chân trái, kéo căng về phía người mình, đẩy gót ra. Căng 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 ra, thả lỏng. Thả lỏng ra, đổi chân. Xoay đổi chiều, cái đầu gối đó cao quá hả, cho đầu Đây. đó mà cho nó thấp xuống, ngồi ngồi hai vai ngang lại, thẳng lưng lại. Kéo mũi bàn chân lên nhịp gối. Hai tay ôm gối bật 5 nhịp. Nắm mũi bàn chân kéo lên. Rồi, ép đầu gối xuống, ép xuống. Ép, ép, ép. Rồi. Ép, thả lỏng, nhìn thẳng. Thả lỏng ra. Đạp hai bàn chân vào nhau, nhịp chân cánh bướm.
À. Hai tay đặt lên gối, ép xuống. Trường tới ép xuống. Ép xuống. Đúng rồi, cứ thả lỏng ép, thả lỏng ép. Thả lỏng ép. Thả lỏng ép. Cứng dễ sợ chưa? Nghiêng phải trái thả lỏng nền. Ngồi xếp chân luyện thở. Ngồi được hoa sen thì ngồi, không được thì ngồi cứ chân trên chân dưới. Trên Ừ. Rồi nâng vai lên, xoay tròn vai ra phía sau, buông lỏng xuống. lẹo Rồi buông xuống. Rồi đặt tay lên gối. Mở vai. Vươn dài đỉnh đầu lên. Mắt khép lại. Mặt tươi cười lên. Hướng ý thức vào hơi thở, cảm nhận hai luồng không khí khi đi ra đi vào giữa hai cánh mũi. Hít mũi, thở mũi. Nâng tay lên và thả lỏng Không hai không, đặt chân, tay lên đi em, đặt tay lên gối. toàn thân thả lỏng, từ rút rốn vào cuộc sống, thở ra, hít mũi thở mũi, không thở nhẹ, thả lỏng trán đi nào, thả lỏng chân mày, thả lỏng mi mắt, thả lỏng cơ mặt, môi mỉm cười, mặt tươi cười lên, không căng thẳng, tập trung toàn bộ suy nghĩ vào hơi thở, kiểm soát hơi thở, gọi là hít thở có ý thức, khi hít vào thả lỏng bụng, cơ hoành đẩy xuống bụng phình lên, thăng tràn hai bên lá phổi. Thở ra rút rốn vào, rút rốn vào, rút rốn vào, cơ hoành đẩy lên. Thở ra phổi xẹp xuống, xẹp xuống, xẹp xuống như quả bóng xì hơi. Hít sâu vào, thả lỏng bụng. Ngồi thẳng lưng vươn dài đỉnh đầu lên. Không ngồi cong lưng cụp vai về trước. Hít sâu, thả lỏng bụng phình. Thở ra thớt bụng lại, thở ra, thở ra, thở ra. Hít sâu vào, thả lỏng bụng phình. Thở ra thớt bụng lại, thở ra, thở ra, thở ra. Tập cho hơi thở ra dài gấp đôi, hơi hít vào. Hít sâu, thở chậm ra. Hít sâu, thở ra. Trước buổi tập mình khởi động hơi thở, kích hoạt hơi thở để làm nóng cơ thể, làm nóng nội tạng. Hít sâu, thở ra giúp cho các mạch máu được giãn nở,
dễ dàng. Khi tập đưa khí huyết đi đến những nơi xa tim nhất một cách dễ dàng hơn để đạt hiệu quả tối đa cho buổi tập. Hít sâu, thở ra và giúp cho chúng ta tĩnh tâm hơn, tập trung hơn. Tập yoga mình phải kết hợp hơi thở vào di chuyển của cơ thể, kết hợp tâm trí vào thân tâm và khí, kết hợp lại với nhau, hòa quyện và vào nhau để đạt hiệu quả cao cho buổi tập. Dành thời gian cho bản thân 1 tiếng đồng hồ, buông bỏ mọi lo toan phiền muộn ra bên ngoài, tận hưởng thời gian này, cảm nhận sâu vào cơ thể, hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra. Không kiểm soát được tâm trí mình, thì cô hô đến đâu, trong tâm mình nhẩm lại đến đó. Cứ nhẩm lại, hít sâu vào bụng phình, thở ra bụng xẹp, bụng xẹp, bụng xẹp, bụng xẹp xuống, nhập tâm vào lời hô. Hít sâu vào, kiểm soát cơ thể mình đi theo lời hô. Thở ra rất tốt nào. Gương mặt thả lỏng và tươi cười lên suốt buổi tập. Phải tận hưởng nó. Hít sâu, thở ra. Hít sâu, thở ra. Và ấm hai lòng bàn tay vào nhau. Và mạnh lên. Đặt nhẹ vào mắt. Bàn tay mình khép các ngón tay lại và hơi cong lại tạo thành hai ổ ở vào mắt. Mở mắt, chớp chớp mắt. Mở tay ra nhìn theo tay. Vươn tay lên, hít sâu vào. Hạ xuống, thở ra. Lên, hít sâu vào. Thở ra. Di chuyển có ý thức. Hít sâu vào, vươn tay lên. Đang tay lộn ngược, bàn tay đẩy căng lên, giữ lại. 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra, đang hai tay sau lưng. Đang hai tay lại rồi, cúi đầu thẳng lưng. Thở ra, rút rốn, siết bụng thở. 5, 4, 3, 2, 1. Thẳng cổ về giữa, hít sâu, ngửa ra sau, thở ra, giữ. 5, 4, 3, 2, 1. Thẳng cổ về giữa, hít sâu, tay phải đặt lên thái dương bên trái, rồi tay trái úp vào hông bên phải, nghiêng đầu qua, thở ra, giữ. Cảm nhận căng. 5, 4, 3, 2, 1. Thẳng cổ về giữa, hít sâu, nghiêng ngược lại, thở ra và đổi tay, thẳng lưng lên. 5, 4, căng cổ. 3, 2, hai vai ngang lại, người mình nằm trên mặt phẳng, nghiêng đầu. 1, trở về, hít sâu, hai tay đan sau lưng đi. Xoay tròn cổ, cúi xuống, thở ra. Xoay lên, hít vào. Xoay tròn. Xoay chậm chậm.
Xoay đến đâu đảo mắt chớp mắt nhìn theo đến đó, mặt tươi cười lên. Xoay đổi chiều. Tập tay, hai lưng bàn tay hướng vào nhau. Đưa tay phải qua đang chặt hít sâu. Kéo vào thở ra. Trở về hít sâu. Kéo vào thở ra để cao lên ngang mặt. Hít sâu. Thở ra để thẳng tay qua đầu. Giữ. Hạ xuống. Đổi tay. Hít sâu, kéo vào, thở ra. Trở về hít sâu, kéo vào, thở ra để cao lên. Hít sâu, trở về, kéo vào, thở ra để thẳng tay qua đầu, giữ. Hạ xuống, thả lỏng tay. Tháo chân ra, đổi chân. Xếp đổi chân, vặn cột sống, đưa tay phải ra sau. Úp vào hông bên trái. Đưa tay trái đặt lên gối phải, thẳng lưng lên. Hai vai ngang nhau, hít sâu vào. Từ từ xoay phải, thở ra, bám tay vào. Mở vai đúng rồi, thở ra. Trở về hít sâu vào. Xoay thở ra. Trở về hít sâu. Xoay thở ra, xoay cổ, xoay vai. Bám tay lên gối. Trở về hít sâu. Xoay thở ra, xoay thêm. Trở về hít sâu, xoay thở ra, xoay tối đa, tốt bụng thở hết hơi ra. Thong thả trở về, thả lỏng tay. Đổi bên. Thẳng lưng lên, hít sâu vào. Xoay trái. Thở ra, trở về sau, xoay thở ra, ép đầu gối đó xuống, trở về sau, xoay thở ra, xoay cổ, xoay vai, trở về sau. Xoay thở ra, xoay thêm. Bám chặt tay, ép đầu gối ra xuống này. Ép xuống, ép xuống, ép xuống. Trở về hít sâu. Xoay thở ra. Xoay tối đa. Hai vai ngang lại. Bị vai thấp về cao. Chỉnh lại, đúng rồi. Siết bụng, thở, thở. Thong thả trở về. Thả lỏng tay. Ngồi xoay lại, xoay người qua, xoay mặt qua, Hay phải không? xoay về phía gương á. À, rồi xếp chân, thẳng lưng lên, hai tay đan sau lưng, đưa hai tay ra sau, đan sau lưng, thẳng tay mở vai ra, xoay cái vai mở nó ra, đúng rồi, vươn dài đỉnh đầu lên, hít sâu vào. Trường tới gập xuống, thở ra, trường dài lưng tới, ép lồng ngực đi trước, siết cơ bụng, bật tay lên.
Từ từ thả lỏng cổ, rơi đầu xuống luôn, thở ra. Nó người lên, hít sâu vào. Rương tới gập xuống, thở sầm, ép mông lại. À, nhớ kéo dài, đỉnh đầu kéo dài, cột sống. Lên, hít sâu vào. Rương tới gập xuống, thở sầm. Lên, hít sâu vào. Rương tới gập xuống, thở ra cái dài, đỉnh đầu ép lồng ngực đi em, rướn 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 cổ tới, rướn tới rướn tới, đúng rồi, tiếp tục rướn tới nữa, duỗi cổ dài ra hóp bụng lại, rồi ép chân, ép mông, bật tay lên, thở ra thả lỏng cổ, ép xuống, bật tay nữa nữa nữa, thở ra thả lỏng, đúng rồi, xuống đi em, xuống đi, giữ lại, xuống giữ lại, gặp người xuống giữ lại. Tập trung lắng nghe cơ thể mà phải nghe cô hô nữa. Bật tay cao lên xíu nữa được không? Thả lỏng được không? Thở. Thả lỏng, thở, giữ 3 2 1. Lên, hít sâu vào. Thả lỏng tay, thái chân ra, thở ra rung lắc hai chân đi. Cứng quá hả? Mỏi đó cô. À, mỗi gì, mỗi tay ra mỗi chân Và tay và chân của à, chống ghi lên bò mèo em. Em ngồi lui về cuối thảm luôn, duỗi mũi chân ra cho mũi chân ở cuối thảm luôn, cuối thảm đi em. Rồi đo khoảng cách tay nè em, đặt cẳng tay xuống cho khuỷu tay chạm gối, rồi đo lên bàn tay rộng bằng vai, đo lên 1 gang, rồi chống quỳ lên, cong lưng lên, rút rốn, xích cơ bụng lại, thở ra, hít sâu vào, chùng lưng, ưỡn ngực, vươn cằm, suy nghĩ vào cột sống, cảm nhận, thở ra, cong lưng lên, rút rốn, xích bụng lại, thở ra, hít sâu vào, cảm nhận từng đốt sống chuyển động đi. Thở ra, cong lưng lên, rút rốn, xiết bụng, thở ra. Hít sâu vào. Phải thấy cái độ chuyển động của lưng trên đi em. Thở ra, cong lưng lên, rút rốn, cụp xương cột, cuộn sâu cổ vô hai vai. Hít sâu vào, ép lồng ngực nè. Rồi vươn cổ nè, vươn đầu nè, đẩy cái mông xích ra sau xí, lùi mọc, đúng rồi. Rồi em ép lồng ngực đi, suy nghĩ và ngang dây ống ngực á, đúng rồi, nâng xương cục lên, vươn cổ tới, kéo dài cột sống thêm nữa đi, siết chắc cơ bụng, giữ, cuộn lưng lên, thở ra, rút rốn, cụp xương cục lại, siết cơ bụng, thở, đúng rồi, thở, cụp xương cột, rút rốn, kéo xương mu lên về phía mặt, rồi lần tới trường tay tới 30 phân đi, hít sâu vào, lên rắn hổ mang, lượn lên, đúng rồi, đúng rồi. Rồi chịu đầu gối, nâng mông lên và chung tay kẹp sát khuỷu tay vào. Không, giữ mũi chân ra em, giữ mũi chân ra về em bé. Nhưng mà về kiểu này cho nó chắc cơ nè. À, em chịu đầu gối xuống sàn, nâng mông lên, ra trán mũi xuống dưới sàn. Đúng rồi. Rồi lui mông về, xiết cơ bụng, thở ra. Nó nghe nó nặng, nhưng mà nó sẽ vắt mỡ mình, linh hoạt cuộc sống. Trương lên, em phải trượt trượt lần các ngón tay như con rắn bò lên. Trương 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 trương, đúng rồi, lần lên, lần lên, lần lên, đúng rồi, lên, hít sâu. Đừng có chè bè hai cái khuỷu tay ra. Hai khuỷu tay nhớ khép vào. Lùi về, thở ra, chịu đầu gối xuống, nâng mông lên. Rồi ra mặt, cái ngà ngực, ấy cái trán mũi xuống, lùi về, đúng rồi. Thở ra, nghe nó nặng, đúng không? Tập luôn, bắp tay, hít sâu, trương người lên, lăn tay lên, lên 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 lên, rồi lượng cột sống lên,
rắn hổ mang, siết mông đùi bụng lại, lùi về thở ra kẹp khuỷu tay lại. Chịu rồi gái, nâng mông, siết bụng rồi lùi về thở ra. Lần nữa, trương ngươi lên, hít sâu vào, lần tay trương tới. Rồi xệ vai, ưỡn ngực, siết mông đùi bụng, nâng cằm lên sơ chút nữa, khép là mũi chân lại, khép gót chân lại, khép hai bàn chân, đúng rồi, ép sát xuống, ép xuống, siết mông đùi bụng, ưỡn ngực lên, nâng lồng ngực lên trần nhà đi, rướn lồng ngực lên, vươn cằm lên xí nữa, vươn lên xí nữa luôn, đúng rồi, cảm nhận lắng nghe. Lui về thở ra. Rồi em duỗi thẳng hai tay coi, mông vẫn chạm gót, mông vẫn chạm gót, kéo lưng ra, mông chạm gót, rồi kéo giãn hai tay về phía trước, kéo giãn thêm nữa, kéo giãn nữa, chỉ bằng tay chạm sàn thôi, chỉ bằng tay chạm sàn thôi, kéo giãn hết cỡ cho cái phần cẳng tay nâng lên khỏi sàn, kéo giãn ra, mông thì kéo dài ra sau, còn tay thì lần về trước, giống như hai đầu kéo ngược chiều với nhau. Đó, lắng nghe cảm nhận sau. Từ từ cuộn từng đốt sóng lên, mông vẫn trên gót, rút rốn về cột sống, cuộn cái lưng lên trước, đúng rồi, cứ lắng nghe từ từ, thả lỏng cánh tay, thả lỏng đầu, thả lỏng vai, đúng rồi. Rồi ngồi duỗi chân về trước, ngồi duỗi hai chân về trước để tập tư thế cái kẹp. Tập tư thế cái kẹp, ngồi thẳng lưng, thẳng chân, dựng hai bàn chân lên, mũi chân hướng về phía đầu mình. Rồi ngồi vươn dài đỉnh đầu lên. À, vươn lên nè, rướn lồng ngực, vươn cột sống, vươn đỉnh đầu, đúng rồi. Rồi vươn hai tay lên thổi đầu, hít sâu vào, vươn căng lên. Lòng bàn tay hướng vào nhau và duỗi 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 căng siết cơ bụng, duỗi 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 căng. Tiếp tục duỗi 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 căng siết cơ bụng. Rồi trường người tới, đẩy mông ra phía sau, rướn lồng ngực về phía trước, thớp bụng thở 45 độ thôi, 45 thôi. Rướn lồng ngực đi. Đúng rồi, tiếp tục rướn lồng ngực nữa. Đúng rồi, tiếp tục rướn lồng ngực, vươn tay rất tốt. Mũi chân về phía đầu đi em. Mũi chân về phía đầu, căng gót. Cố thẳng gối, căng gót, siết cơ bụng thở. Đúng rồi, tiếp tục. Siết cơ bụng thở, căng gót, siết cơ bụng thở. Lên, hít sâu vào, nâng người lên. Cứ như vậy á, em kéo giãn chân, kéo giãn tay, kéo giãn lưng. Trương tới, thở ra, cảm nhận nè. Mông đẩy ra phía sau, lồng ngực kéo dài về trước, đỉnh đầu kéo dài về trước, mũi chân hướng về phía người mình, đúng rồi, rất tốt, rướn lồng ngực nữa em, rướn nữa, đúng rồi, rướn nữa, xiết cái bụng thở, rất tốt, lắng nghe cảm nhận cơ thể mình, lên hít sâu vào, thở ra, trương tới, kéo căng, 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 xiết cái bụng thở, đúng rồi. Thở, thở, lên, hít sâu vào, vươn căng tay lên ngay chỗ vai, và vươn, đúng rồi, trương tới, thở sầm, rướn căng, thở, thở giữ, năm, mũi chân hướng về phía đầu, bốn, ba, hai, một. Giờ hai tay em đặt lên, nắm hai mũi bàn chân đi, nắm hai ngón cái chân. Rồi, đó, đúng rồi, rướn lồng ngực tới, rướn, không, rướn lồng ngực á, em duỗi dài lồng ngực tới, đúng rồi, nữa, nữa, đẩy mông ra phía sau, rướn lồng ngực tới nữa, rồi, mũi chân hướng về phía đầu, đẩy gót ra đi, thở, tiếp tục, lưng đừng cong, đó, nâng đầu, rướn lồng ngực, nâng đầu, rướn lồng ngực, vươn đỉnh đầu tới, đừng gác cổ,
Đúng rồi, chỉnh đầu thêm xí nữa, xí nữa, xí nữa, giữa cổ thế xí nữa, giữa xí nữa. Rồi được rồi, rồi giờ lắng nghe cảm nhận đi. Không cong lưng, em kéo chân là bị cong lưng ra sao? Em kéo chân nhưng lồng ngực vẫn đẩy về phía trước. Lồng ngực đẩy về phía trước, giữ, giữ. Rướn lồng ngực tới xí nữa coi. Vươn cái lồng ngực tới, vươn tới. 5, 4, 3, 2, 1. Nâng người lên, hít sâu vào. Nhớ nâng người là vươn tay lên nha. Rồi hạ xuống, thở sâu, thả lỏng. Đứng lên, đứng cách đầu thảm 2 tấc. Nó ra giữa thảm mà cô. Đứng cách đầu thảm nè. Đứng đứng tới đầu thảm phía gương á. Đứng tới phía gương á. Rồi đứng ngay vạch thứ nhì. Đúng rồi. Chân khẽ. Tập bài chào. Tập bài chào mặt trời. Chân khẽ, tay chắp trước ngực. Tay chắp trước ngực. Nè, chỉnh dáng nè. À, rút rốn vào, kéo xương mu lên và cụp xương cụp xuống, không võng thắt lưng, không đẩy cái hông về trước, vai mở ra và buông lỏng vai xuống đi, đang gồng vai á, cái vai thôi chứ không phải cái tay em hạ, hạ cái vai á, suy nghĩ vào vai, buông lỏng thêm. Đúng rồi, vươn dài đỉnh đầu lên, vươn dài đỉnh đầu, chắc cơ bụng lại, đó là dáng thẳng trục phẳng của mình đó nha, cảm nhận em nha. Thở hết hơi ra, vươn tay lên, hít sâu vào, kéo căng tay vai ra sau, kéo tay vai, ưỡn căng lồng ngực lên, xích cơ bụng và đẩy nhẹ cái hông, ưỡn ngực vươn cầm lên đi anh, ưỡn ngực vươn cầm lên, rồi đẩy cái hông về phía gương, xí, đẩy cái hông, đúng rồi, đẩy cái hông, đẩy xí nữa em, nữa, ưỡn lồng ngực lên, kéo tay vai ra sau, ưỡn ngực vươn cầm, câu nói đâu điều khiển đó. Đúng rồi, ưỡn ngực vươn cầm nữa. Kéo nữa em, kéo nữa, kéo nữa, đẩy nhẹ cái hông nữa, đẩy nhẹ cái hông về trước. Rồi kéo nửa thân trên ra phía sau, cây lao, kéo ra phía sau thêm. Kéo thêm, kéo thêm. Nâng lên, hít sâu vào. Trường tới gập xuống, thở sầm. Trường dài người tới, ép xuống, thở sầm. Hai tay không có chạm được kỹ. Rồi ép duỗi giờ dài cổ ra, rướn lồng ngực ra, hai tay đặt hai bên bàn chân. Đúng rồi, siết cơ bụng, ép thở, ép thêm, ép thêm. Đúng rồi, ép thêm. Chung gối xuống, đùi song song với sàn, chống nguyên bàn tay xuống, chống nguyên bàn tay đi, chống nguyên cái bàn tay em đang nhắm. Rồi đưa chân phải bước dài ra phía sau, dài thêm xí nữa. Rồi đó, nhớ nó bằng cái mí, cái đường kẻ ngang á, thứ nhì đó đó. Rồi hạ đầu gối xuống, nhìn thẳng về gương, nhìn thẳng lên. Đúng rồi, cảm nhận nha, tư thế chiến sĩ. Nâng đầu gối phải lên, chống bàn tay chắc xuống, chống chắc chắn hai bàn tay xuống. Nâng đầu gối phải, bước tiếp chân trái bằng chân phải, bước tiếp bằng chân phải. Rồi em chỉ cần đẩy nhẹ cái vai rồi siết cơ bụng. Đúng rồi, duỗi đỉnh đầu tới, không ngẩng, đó là ngẩng rồi, duỗi cái đỉnh đầu thẳng ra, thẳng ra. Đúng rồi, tấm ván, cảm nhận vai thẳng đứng ở trên cổ tay, còn gót chân thẳng đứng trên mũi chân, tức là tay chân mình phải vuông góc với mặt sàn. Hạ đầu gối, siết cơ bụng, hạ đầu gối, hạ ngực, khép khuỷu tay lại kẹp vào. Đúng rồi, hạ cằm, nâng mông, cá sấu, thở ra rất tốt.
Cô sửa chuẩn tư thế 12 tư thế chào mặt trời. Cho nên nhớ rồi bữa sau là cái thảm mình định tuyến á, nó vẽ ở đâu 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 tay chân bước đầu em nhớ di chuyển cho nó đúng rồi trương lên vừa trương là vừa duỗi mũi chân nè lượng cột sống tới dưới mũi chân đụng rồi hít sâu vào rắn hổ mang kẽm này chắc phải 500.000 giờ quá chừng kỹ rồi rồi chịu đầu gối chống mũi chân nâng mông lên chớp mặt xích cơ bụng lại thở ra ép vai đúng rồi nay quá đẹp rồi di chuyển đúng cho nên vô tay chân đúng định tuyến mà không bị chùng gối không bị xô vai chị thấy không đâu có phải như hổm cứ phải chùng đầu này phải co đầu kia đâu đó vai lưng rất đẹp rồi giờ mỗi ngày em chỉ cần đạp gót thêm để cho thẳng đầu gối nó căng ngay chỗ lưng kheo á đó không chỉnh sửa tay chân nha tay chân đó là đúng định tuyến là anh nhớ chóp mặt chân ở đâu tay ở đâu trên tấm thảm của mình là bữa sau y như vậy rồi chân em từ từ để ý em đạp được cái gót xuống cho đầu gối nó thẳng là chân em sẽ thẳng ra rồi nhà nghe kỹ chỗ này em đẩy người tới em xô vai về phía trước đây đẩy tới nhón cả hai gót chân lên xô vai nữa xô nữa xô nữa rồi nhón bàn tay phải và bước bàn chân phải lên giữa hai tay nhón cái bàn tay phải lên để bước cái chân đưa vào đúng rồi đó nhón vậy đó rồi bước chân phải đưa vào đúng rồi rất tốt nhìn lên hạ đầu gối trái và nhìn thẳng đúng rồi nghe khớp hông không bước tiếp lên siết cơ bụng thở ra bước tiếp lên đúng rồi từ từ thẳng gối để ép con cò thẳng đầu gối lên thẳng lưng thẳng gối ép con cò em thẳng gối đẩy đỉnh mông lên trần nhà vươn dài đỉnh đầu và ép thở siết cơ bụng ép thở đúng rồi siết cơ bụng ép thở đúng rồi tiếp tục siết cơ bụng ép thở vươn hai tay ra cạnh với đầu giữ cái thân đó giữ thân đó duỗi hai tay ra duỗi hai tay thẳng tay ra em thẳng hai tay đúng rồi lòng bàn tay hướng vào nhau rồi đứng lên nâng người lên vươn người đứng lên hít sâu vào kéo tay vai mình ra phía sau đầu đúng rồi ưỡn căng lồng ngực rồi bắt đầu đẩy nhẹ hông và vươn cầm nè đẩy nhẹ hông vươn cầm đẩy nhẹ hông siết cơ bụng thở siết cơ bụng đẩy hông đi bị gắt thắt lưng rồi bị gắt thắt lưng rồi lên lại đó lên lại lên lại lên lại rồi siết bụng đẩy hông đẩy cái hông tới đi rồi kéo tay vai ưỡn ngực hông gắt thắt lưng lên lại nghe kỹ kéo tay vai trước nè rồi rướn lồng ngực lên nè rướn lồng ngực rồi đẩy nhẹ cái mông về phía trước đẩy 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 đúng rồi không cho gắt vô thắt lưng kéo tay vai nâng lên hít sâu vào trương tới gập xuống thở ram trương dài người gập thở ram khuỷu gối bước chân trái dài ra sau hít sâu vào bên đây đổi chân thôi y chang bên kia đổi chân hạ đầu gối trái đầu gối phải góc vuông nhấn hông và nhớ nhìn thẳng đúng rồi đó, ép hông nhìn thẳng lúc này đầu gối phải góc vuông và gót chân trái mình cũng phải góc vuông nha em đừng có đẩy cho nó chạy mất cái góc vuông chân rồi nâng đầu gối trái lên bước tiếp chân phải bằng chân trái hít vào đẩy nhẹ vai vào tấm ván xích cơ bụng lại thở ra đúng rồi hạ gối hít vào hạ gối hạ ngực cà cầm nâng mông cá sấu thở ra rồi. Rất chuẩn luôn trường người lên vừa trường vừa duỗi mũi chân lên hít sâu vào trường người duỗi mũi chân ưỡn ngực vươn cầm lên đúng rồi chịu đầu gối xuống nâng mông lên chống chân chó mặt thở ra chống mũi chân rồi đẩy cái mông lên chó mặt ép vai ép lưng đúng rồi siết cơ bụng rồi chân đạp thở ra đạp gót siết bụng đạp gót
đó em tập để cho căng chân kheo cũng được, đi bộ tại chỗ, cái đó gọi là đi bộ tại chỗ. Đẩy người tới xô vai hết về phía trước hít vào, nhón hết gót chân và nhón bàn tay trái để bước chân trái lên giữa hai tay, nhón tay trái vừa bước vừa nhón, đúng rồi, hạ đầu gối phải xuống, ép hông xuống, nhìn thẳng, bước tiếp lên, thở ra, xích cơ bụng lại, đúng rồi, duỗi dài lưng, đẩy đỉnh mông lên trần nhà và kéo dài đỉnh đầu xuống, thở ra, vươn hai tay ra cạnh đầu, nâng lên, hít sâu vào, nâng lên, duỗi căng lên, rồi kéo căng tay vai, siết cơ bụng, đẩy nhẹ hông. Cái cây lao rất là khó, cho nên là tập cho đúng chứ máy đau thắt lưng. Ưỡn ngực, vươn cầm, kéo tay vai lắng nghe, không để gắt thắt lưng. Đã, em nghe nó uốn vào lưng giữa, lưng trên, khớp vai mở và đẩy cái hông, đẩy cái hông. Đúng rồi, tiếp tục nữa coi, kéo tay vai thêm, ưỡn ngực thêm, đúng rồi, đẩy cái hông, đẩy cái hông nữa, đẩy cái hông. Đúng rồi, tiếp tục kéo tay vai, ưỡn ngực, siết cơ bụng, cơ mông lại để bảo vệ thắt lưng. Đúng rồi, tiếp tục đẩy hông, ưỡn ngực, kéo tay vai. Cho nên khớp vai mình cứng, nó hạn chế rất nhiều tư thế. Nâng người lên, hít vào, chắp tay, hạ xuống trước ngực, thở ra, hạ tay xuống, hạ tay xuống, mở chân bằng vai, mắt khép. À, sửa cái tướng ban đầu trục thẳng như thế nào, đứng lại trục thẳng như thế đó coi, không đẩy hông, vẫn còn vẫn thắt lưng kìa, rút rỗng, hướng xương cột, trả thắt lưng, rút xương mu, đúng rồi, vai mở, vươn dài đỉnh đầu, đúng rồi, là cao lên được mấy phân rồi đó. Vươn dài đỉnh đầu, tập từ từ, cái cổ mình nó dài, nó xa cái vai, cái lưng mình nó dài ra, chân mình nó giãn gân kheo, nó giãn xương khớp ra, nó dài ra, dài đỉnh đầu lên, xích cơ bụng lại, đi đứng ngồi nằm để ý trục thẳng này em. Rồi xoay người lại, bây giờ nãy cô quên chụp hình thử, thôi 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 tập xong đi, đứng giữa thảm, đứng giữa thảm đi, trụ chân trái, hít sâu vào, áp lòng bàn chân phải lên đùi trái, rồi trụ chắc, siết cơ bắp chân, bắp đùi, không giờ em xuống đi, em chỉnh cái cam cho nó ngất lên, cho thấy cái đầu ngất, cái cam sẽ lên xí, rồi rồi xuống xí đi, mất thảm nhiều quá, xuống xí. Cam em sao xé 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 xéo à, cái cây để sao mà xé xéo à, Chưa có. rồi 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 đứng giữa thảm, trụ chân trái, hít sâu vào, áp lòng bàn chân phải lên đùi trái, mở đầu gối ngang qua, mông đùi bụng, chắp tay trước ngực, thở chậm ra, vai ngang, hông ngang, mở đầu gối ngang, mặt tươi lên, vươn dài đỉnh đầu lên, đừng có nhìn xuống em, nhìn thẳng, nhìn thẳng, đúng rồi, đó, tươi cười lên, cười mỉm lên coi đó, hít thở, siết cái bụng, chắc cơ lại em, chắc cơ, hít thở, 5 4 3 2 1. Tay phải nắm mũi bàn chân phải, nắm xen vô cái ngón chân cái, xen vô, dở cái chân ra khỏi đùi đi, dở chân ra khỏi đùi, tay nắm hông tay kia, tay cùng chiều luôn, đúng rồi, rồi từ từ tách nó ngang ra, em lắng nghe nè, người mình vẫn trục thẳng, tách mở ngang ra, mở cái chân phải ngang qua luôn, tay trái dang ngang,
Da ngang cánh tay, đúng rồi. Chân mình trục thẳng, người trục thẳng, chân mở ngang qua. Yeah. Đúng rồi, đó, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Được bao nhiêu hay bấy nhiêu, đừng cong người. Cái chân mình mở, à nó co cũng được, nhưng người trục thẳng, người trên trục thẳng. Hít thở, thả lỏng cơ mặt, đúng rồi, tập tốt đó em. Cảm nhận cơ thể tốt đó. Xích cơ bụng, hít thở. Xích cơ bụng lại, hít thở thêm, đúng rồi. Rất tốt. Hít sâu và coi nè, được nữa không nè. Trường lưng tới, gập lưng song song với sàn, thở ra. Tập trung vào, tập trung cao độ vào, siết chắc cơ mới được. Phải duỗi, duỗi không? Em phải duỗi trước rồi mới gập. Em duỗi ngang như nãy đó, rồi em mới gập. Trường Không lưng không không à, không bước đó chưa được thì thôi, từ từ. Cơ xương khớp mình nó mở đã. Hạ chân tay xuống đi, thả lỏng. Hít thở sâu, hít thở sâu vào để đổi. Rồi, hít sâu vào, đổi chân, áp lòng bàn chân trái lên đùi phải. À, nhớ đạp mạnh vô đùi rồi mở cái đầu gối ngang lại, giữ cái khớp hông ngang lại. Người mình giống như bị kẹp giữa hai bức tường á, cho nên nó không có xô đầu gối về trước, cũng không có cong lưng ra sau. Thẳng người, xiết cơ bụng, thở. Mở đầu gối ngang ra nữa em. Người thẳng thêm xí nữa. Rút rốn, xiết cơ bụng lại, thở. Đây, đừng có nhìn lên. Thu cầm về xí, tầm mắt nhìn thẳng. Nhìn thẳng, đúng rồi. Từ từ lên, xiết cơ bụng, thở. Đầu gối phải mở ngang xí nữa, khớp hông ngang xí nữa mới đúng. Rồi giữ cái vai lại, bị xây cái vai rồi. Rồi. Hít sâu vào, tay nắm chân đi. Đó, mình xen kẽ vô cái ngón chân cái, mình nắm cho nó chắc. Rồi mở ra, đúng rồi, siết cơ bụng, thở, lắng nghe từ từ. Đó, siết chắc cơ thêm, đùi. Rồi bụng, tập trung, mắt nhìn một điểm, đừng có nhìn lung tung, mắt nhìn đi một điểm, tập trung vào. Ngang thêm xí nữa được không? Ngang thêm xí nữa, giữ, siết cơ, đúng rồi. Từ từ lên, siết cơ bụng. Rồi, tay chân thả lỏng đây, hít thở sâu. Cái này là chắc mà muốn sống ảo, đi ngoại cảnh đẹp là phải thuê cô. Cái cô canh, cô sửa, cô chụp cho là đúng chuẩn đẹp luôn. Cái không lỡ này em lấy hình ra em ghép, ghép ra ngoài thiên nhiên nè. À, chỉnh sửa đúng, chứ còn tự em tập á, ấy là tự em lên thế em chụp á, không có huấn luyện viên ngồi để chỉnh nhắc cho mình á, là em vô thế nó không có chuẩn á, lên nó không có được đẹp. Còn cô ngồi cô nhắc, cô chỉnh từng chút, cô soi 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 vậy nè, cho nên vô chuẩn tư thế. Mà em mới tập đây mà vậy là quá là tốt luôn rồi. Rồi hai chân mở ra, rộng ra bằng cái hình dưới thảm á, cái hình thoi á, hai cái góc á, hai cái góc nhọn đó, hai cái bàn chân rộng ra bằng đó luôn em. Rộng ra bằng đó, đúng rồi, đúng rồi đó. Cái mũi chân nó đúng luôn, cái bàn chân theo cái đường xéo đó luôn, theo cái đường kẻ xéo của cái đường trên thảm á em. Đặt cái gót cũng thẳng lên luôn cái đường kẻ đó, đúng rồi. Chữ V á, chữ V á Chưa về đây chưa còn đó, đây đó mà đó đó đó, đặt bàn chân vậy đó, đúng rồi. Cái bàn bên đây luôn, cái bàn bên phải luôn. thì thảm em bị chéo quá cô. À, do là trải nó bị xéo cho nên cô cứ canh theo cái thảm thì em lại bị thấy người nó không vững hơn Không thì rồi. đây thế này thì là thành thẳng nè. Do nó xéo thảm rồi. Hai tay dang ngang, mở mũi chân ra xí nữa, mở, đúng rồi đó. Rồi sao cho nó vững vàng nha, tìm cái điểm sao cho người mình nó trụ nó vững. Hít sâu vào, tấn gối và vươn căng hai tay qua đầu, thở ra. Tấn gối mở quạt đầu gối ra, vươn tay lên, vươn căng hai tay lên, đúng rồi. Lòng bàn tay hướng vào nhau, xiết cơ bụng lại, thở ra lên. Hít sâu vào, tay dang ngang đó. Hai, thở ra, rút rốn, xiết bụng lại, thở ra lên. Hít sâu vào, có nghe cái khớp mình nó, khớp cổ chân nè, khớp gối nè. Có nghe nó không thuận cái gì không? Nó là cạch luôn đó cô. Ừ.
Hít sâu vào, tống xuống, thở ra vươn tay lên. Dài cột sống là dài đỉnh đầu, đúng rồi. Lên, hít sâu vào, tay dang ngang. Thở ra, tống xuống. Hít sâu vào, thở ra, tống xuống, vươn tay, giữ. Mặt tươi cười lên, vươn dài đỉnh đầu và vươn dài hai cánh tay lên, chắc lại hít thở. Rồi, đan tay lại luôn, lộn ngược bàn tay đẩy lên luôn, giữ. Đẩy thẳng tay lên luôn. Rồi nhón hai gót chân lên luôn. Xiết cơ bụng nhón gót, xiết bắp chân, bắp đùi, nhón. Rồi, đặt hai tay lên gối đi. Ép trả gót đi, trả gót xuống. Trả gót xuống, đúng rồi. Rồi mở đầu gối ra, đặt tay lên gối. Đúng rồi, tiết bụng. Giờ ép qua phải. Đẩy cái hông mình sang người qua bên phải và thẳng đầu gối trái một xí. Đúng rồi, thẳng qua xí, đúng rồi. Rồi lại đổi qua trái. Lại đổi qua, đúng rồi. Lắng nghe. Đó, đẩy qua phải, đẩy qua trái cứ vậy em. Đó. Đúng rồi, thả lỏng. Đúng rồi, thẳng lưng lên. Siết cơ bụng. Kéo xương mu lên, cụp xương cụt xuống, đúng rồi, lắng nghe cơ thể cứ đẩy qua đẩy lại, không võng thắt lưng, điều chỉnh bằng cách kéo xương mu lên và cụp xương cụt xuống, đó, đẩy qua nhấn hông xuống thêm, đẩy qua đẩy lại nhấn hông xuống, hít thở sâu, giữ, 5, 4, 3, 2, 1, qua, giữ, 5, 4, 3, 2, 1, trở về giữa. Ép hông xuống. Rồi, nhấn xuống nữa. Nhấn nữa. Nhấn nữa. Xích cơ bụng nhấn nữa. Rồi, kéo xương mu, cụp xương cột. Đẩy cái hông vô giữa hai chân. Đúng rồi, nghe không? Nghe cơ xương khớp nó sao? Nhấn nữa. Nhấn nữa. Rồi, đặt tay xuống trước mặt mình. Đúng rồi. Lần tay. Mở đầu gối. Mở đầu gối ra, mở đầu gối ra, ép hông vô đó, để mở đó, mở đầu gối ra, hai đầu gối mở căng ra, ép cái hông vào, tiếp tục mở đầu gối, ép hông rồi, giờ nhấp cái hông xuống, nhấp xuống, nhấp xuống, lần tay gập về trước, thở, lần tay tới, kéo giãn người, đầu gối dựng lên rồi. Kéo giãn người tới nữa, thở, 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 rồi từ từ nâng người lên đi, nâng người lên, duỗi tay chân thả lỏng ra, hít thở sâu, thu chân về em, thả lỏng, hít thở sâu vào. Quá trời rồi. Để cái công cứ câu câu người vào, đứng khép chân lại coi thử coi. Kiểu như em tấn là đã không chịu nổi rồi, cô bảo em ép xuống nữa là thôi luôn. Khép chân lại thử rồi hai chân có sát được không đó, từ 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 hết chân kiện rồi nằm xuống đi em, Đấy, nó là chân kia nè. giờ rọi cái thả xuống cái thảm, giờ mình nằm xuống rọi cái thảm xuống xí, rọi cái cam xuống cái thảm, rồi được rồi nằm xuống. Quay đầu về gương đi. Hai chân duỗi thẳng, cầm thu về ngực, hóp bụng lại. Thắt lưng từ từ cho nó trở về trung tính. Đúng rồi. Đúng rồi. Đó. Hai chân khép. Thở hết hơi ra. Hít sâu vào. Nâng chân phải lên. Nâng chân phải, màu chân. Rồi nâng đầu lên, hai tay nắm chân, hai tay nắm chân, Đấy luôn. đúng rồi, xiết cơ bụng thở ra, thả lỏng thở, thả lỏng thở, thả lỏng thở. Bây giờ em co đầu gối đi cho đùi sát vào bụng ngực trước đi, đùi sát bụng ngực, đúng rồi, rồi không, rồi từ từ kéo cái chân lên. Kéo chân được bao nhiêu mà đùi sát vô bụng trước, đùi sát vô bụng trước, đúng rồi đó,
Đó, cái xu hướng cho đùi sát bụng thở, đúng rồi. Chân kia đặt gót ép sát xuống, đúng rồi. Rồi mỗi ngày một chút, cái chân mình nó thẳng được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Hít thở đều. 5. Hít thở đều. 4. 3. 2. 1. Gấp cẳng chân lại. Hạ đầu xuống, hít sâu vào. Tay trái đặt lên gối phải. Tay trái đặt lên gối phải. Rồi tay phải mở ngang ra. Từ từ ép gối qua bên trái, xoay mặt qua bên phải, thở ra. Đúng rồi, vặn qua. Xích cái bụng, thở ra. Giữ. Thả lỏng, vai xuống thêm. Xoay mặt cho lỗ tai xuống sàn luôn. Đúng rồi. Thở ra. Rồi từ từ em gấp cái chân dưới lên. Cái bàn chân trên nó, bàn chân phải kê vô ngay cái đầu gối. Kê vô ngay đầu gối trái. Bàn chân phải kê vô. Rồi hạ nó xuống nữa, cái chân phải hạ xuống nữa. Không, gấp nó qua, ép nó xuống sàn á, ép nó xuống nữa, ép xuống nữa. Đúng rồi, rồi em gấp ngược cái chân trái trở lên. Đưa cái tay phải xuống nắm chân trái. Không, cái chân trên y vậy, cái tay em vẫn đặt ở trên y vậy. Rồi giờ nè, cái tay phải em nè, đưa xuống. Đúng rồi, rồi nắm cái mũi chân trái ở dưới gấp lên. Cái mũi chân đang thẳng, đúng rồi. Đúng rồi. Rồi ép vai xuống đi, thở ra. Xoay mặt qua, xoay qua thêm. Thở ra. Hít thở đều. Từ từ duỗi ra. Duỗi chân trái. Nhớ đi sau về dậy em duỗi chân trái trước, rồi mới trả cái vai về, rồi trả chân phải về. Đó, rồi duỗi ra, hạ xuống, thả lỏng ra. Hít thở sâu vào. Hít sâu vào. Nâng chân trái lên. Nâng chân trái. Nâng đầu lên. Nắm chân. Đuôi sát vô bụng ngực, thở ra. Rồi từ từ nắm cổ chân. Và duỗi nó lên. Rồi, thẳng chân phải đặt gót, thở, đúng rồi. Đùi sát bụng ngực và thở, từ từ chân trên kéo được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Thả lỏng, thở. Thả lỏng, thở. Thả lỏng, thở. Thả lỏng, thở ra. Siết cơ bụng, chắc cơ, mông cơ đùi. Hạ đầu xuống, hít sâu vào. Rồi, gấp cẳng chân lại. Rồi đặt tay phải lên đầu gối trái, ép gối qua bên phải, xoay mặt qua bên trái, thở ra. Ép xuống, vặn người, đặt tay lên bên trên, đè cái đầu gối xuống. Đúng rồi, đó. Rồi kê cái bàn chân vô giữ ngay cái đầu gối, cái đùi phải lại, kê vô. Đó. Không, kéo nó xích lên đầu gối, kéo xích lên đầu gối. Đúng rồi, rồi ép nó xuống đi, ép xuống thảm, ép xuống nữa, ép nữa. Rồi gấp ngược cái cẳng chân phải lên, đưa tay trái xuống nắm, ép xuống, thở ra. Ép nữa em, tay trên đặt đè xuống, vặn, thở. Hít sâu vào, duỗi chân phải trước nè, duỗi chân phải trước, rồi mới từ từ trả chân trái về, duỗi xuống, thở ra, thả lỏng. Nâng tay chân lên vẫn vào nhau, nâng tay chân lên vẫn vào nhau, tay này vẫn vào tay kia, chân này vẫn vào chân kia, co gối vòng tay ôm gối, ép đùi sát vào bụng ngực, thở, vuốt hai mũi chân ra luôn em, vuốt hai mũi chân, đúng rồi, đừng gồng vai, siết cơ bụng thôi, đúng rồi đó. Thấy chưa, em nó nhắc ở đâu là em nhớ, là em buông được ở đó. Rồi lăn lưng đi, nhẹ nhàng lăn lưng. Đó,
nhẹ nhàng lăn lưng lên xuống, lên xuống đi em, lên xuống dọc hết cái cột sống, chiều dọc cột sống, massage hết chiều dọc cột sống, nữa nữa lên Ngoài xuống, lên xuống chưa, rồi lăn phải trái, phải trái lăn qua phải trái, phải trái rồi nâng tay chân lên, rung 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 rung, rơi tự do. Hai chân mình mở rộng bằng vai, ngã hai cái bàn chân ra ngoài, ngã buông lỏng, đúng rồi. Rồi tay mình xuôi theo thân 45 độ, lòng bàn tay ngửa, nó duỗi thẳng cổ, mắt khép, thắt lưng mình từ từ thả lỏng cho nó về trung tính, đừng có gồng, đừng ép xuống sàn mà cứ cho nó về trung tính thôi. Rồi đúng rồi, mắt khép lại đi, hai cánh tay mình cũng thả lỏng, đừng có duỗi căng ra, cứ thả lỏng ra tự nhiên, đúng rồi, thư giãn thả lỏng xong. Cái ơi. Hãy nằm ở tư thế thật là thoải mái và từ từ khép mắt lại. Bắt đầu để cho toàn bộ cơ thể được thả lỏng, qua lại với hơi thở và cảm nhận hơi thở đang đi vào và đi ra. Hãy cảm nhận sự mát mẻ ở sống mũi khi hơi thở vào ra. Bắt đầu thả lỏng toàn bộ đỉnh đầu để cho sự thư giãn massage toàn bộ vùng đỉnh đầu, thả lỏng lông mày, thả lỏng vùng trán, thả lỏng toàn bộ vùng mũi, hai má, vùng miệng và toàn bộ khuôn mặt. Hãy để cho sự thư giãn lan xuống vùng gáy và sự thư giãn lan tỏa ra vùng vai, vùng bắp tay, cánh tay, bàn tay và các ngón tay. Tiếp tục thả lỏng toàn bộ vùng ngực, cột sống lưng, thư giãn vùng bụng. Hãy cảm nhận khi bụng phồng lên và xẹp xuống, thả lỏng vùng eo, vùng hông và lan dần sự thư giãn xuống hai đùi, vùng gối. Thả lỏng cẳng chân để cho bàn chân thư giãn. Và thả lỏng từng ngón chân. Toàn bộ cơ thể lúc này hoàn toàn được thư giãn và thả lỏng. Thần kinh cũng đang được thư giãn, từ từ chìm sâu vào giấc ngủ bình yên và thư thái.
nhúc nhích các ngón tay, ngón chân. Bàn tay, bàn chân đánh thức cơ thể. Hai tay đang lại, vươn qua khỏi đầu, duỗi căng từ ngón tay cho đến ngón chân. Từ từ co chân trái chống xuống sàn, co tay phải đỡ đầu nằm nghiêng người qua phải. Từ từ co hai gối, hai tay chống xuống, đỡ người ngồi lên. Đưa hai tay lên massage cổ, vai, tay, vỗ nhẹ vào hai tay. Đưa hai tay massage hai chân, vỗ nhẹ vào hai chân. Tiếp tục đưa hai tay nắm hai bàn tay lại, đưa lưng bàn tay áp vào hai quả thận, massage hai quả thận. Mời cả lớp nghỉ tại đây. Cảm ơn cả lớp đã tập cùng cô Dung. Chúc cả lớp của chúng ta luôn luôn khỏe, trẻ, đẹp, tích cực. Hẹn gặp cả lớp vào buổi tập tiếp theo. Bây giờ cô Dung xin chào và hẹn gặp lại. Ôi hình kìa, ơi quá đẹp luôn. Ui hôm nay em thấy lên lên dấu mặt kiểu đã ghê luôn đó cô. Vô đúng định tuyến á. Kiểu 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 không bị luống cuống như mọi lần ấy, kiểu lên phát là ấn cái vai xuống là nó xuống luôn đó cô. Là cái khớp vai mình hôm nay tập nó mở được nhiều đó. Em thấy nó kiểu nhẹ hơn nhá, cái tay của